quá đẹp cho một sản phẩm. Em là sáp đi ông, ngoại hình đẹp ha, KC30T3, tức là điện 100V 30W ha, ngoại hình quá trời đẹp, máy móc nguyên zin, thấy dạ ở chằng luôn. Con này cũng có chạy xước nhẹ, nhưng mà thường thường màu đen nó bị mắc á, mình không có thấy ha. Còn nó bị gì kia thì không có bị gì hết á, không có bị chạy nhiều, không có bị bung á, không có bị cọ ma sát á. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt hết ha. Em xin phép giới thiệu một con sáp y ông ha, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin, khử mùi dược phẩm bù ẩm luôn nha, hết coi đây là bù ẩm bình thường ha. Đó, đẹp luôn ha. Sáp nó khôn rồi, sau này nó khôn rồi, nó không có làm cái ngàm cao nữa ha, ngàm cao gãy hoài luôn. Cái này không phải là bi hay dơ nhiều hết, mà cái màng lọc màu đen nó gì đó nha, cái này màu đen trên bên ngoài đây màu trắng nè. Đẹp như tấm gương vậy, dạ luôn, kỳ quá. Con này đời cũng tương đối ha, 2014. Điện 100V 30W 2014. Khử mùi dược khuẩn bồ ẩm là chức năng của nó ha. Tạo không khí sạch trong lành cho mình ngỡ ngủ nè. Diệt tất cả các loại vi khuẩn nè, ẩm nè, móc nè, mùi thuốc lá nè, mùi hôi, mùi rượu, lúc mà mình ngủ trong phòng mình thở ra cái mùi carbon đó. Nó sẽ hút carbon, nó sẽ bắn đi ông ha, nó tạo đi ông lại nọ, nó tạo nè, bắn đi ông ha, nó tạo không khí sạch cho mình ngủ ngon hơn ha. Good, đẹp, không lỗi gì hết ha. Cái này là phần trăm, cái này là sạch nè, đang sạch nè, chỉnh tốt bình thường hết ha. Con này quý khách nào có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng, đẹp mình biếu tặng được ha, thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Con này bán giá công khai là 1 triệu, chưa bao gồm phí ship. Rồi, em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.